Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc rồi tới luôn ở trên TikTok đang rất là rần rần. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông ở bên đây để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ đặt qua chi nữa là mình sẽ để hai tay qua như thế này. Sau đó mình sẽ đẩy tay lên và dằn xuống như thế này. Phần hông của mình sẽ xoay qua 3 lần. Ok, sau đó mình sẽ đặt hai tay, một tay lên mông và một tay lên đầu nha. Hất lên, hít, hít, hít. Ok, sau đó mình sẽ đẩy tay qua như thế này và nhìn như thế này. Ok, đi đếm lại một lần nữa nha. 5, 6, 7, đi. Tà hấp, bùm bùm. Xoay hông, xoay hông, xoay hông. Đặt, hấp và hấp và hấp. 1, 2, 3, hấp, nhìn, nhìn. Sau đó mọi người để hai tay lên như thế này. Cái tay nó sẽ theo cái tiếng nhạc ha. Tem 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 và lên. Ok, phần hông mình vẫn sẽ đi tiếp tục như vậy ha. Tem 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 tem, hấp. Sau đó mình sẽ làm động tác chèo thuyền qua hai lần. 1, 2, 3, 4. Phần hông mình vẫn sẽ làm giống như vậy ha, xuyên suốt bài luôn. Nếu bạn nào chưa biết làm phần hông thì mình sẽ để video ở đây nha. Ok, mình sẽ đếm lại ha. Tem 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 tem, hấp. 1, 2, 3, 4. Sau đó mọi người để tay qua như thế này và đẩy ngang qua bên trái. 1, 2, 3, 4. Sau đó mình sẽ kéo tay xuống từ trên xuống dưới như thế này. Ok. Và phần đầu mình sẽ hất lên hai cái. Khúc này mọi người có thể freestyle tùy ý mình ha. Mình có thể làm cái khác cũng được. Đó, tùy theo mọi người có thể tham khảo ở trên TikTok nhiều ha. Ok, đi sẽ đếm lại một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, 8. Hất. Hấp và ấp, xoay và xoay và xoay và dằn. Hít, hít, hít. 1, 2, nhìn 3, nhìn 4. Tằng tăng, hấp. Kéo qua, đẩy tay. Xuống, 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 xuống. Phiêu tự do. Ok. Ok. Chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc rồi tới luôn. Vì rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình tập mọi người có cảm thấy khó ở chỗ nào hoặc là muốn Bin hướng dẫn bài hát nào thì hãy comment ngay bên dưới nha. Bin hứa là sẽ đọc hết tất cả các comment đó. Và đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.